Cúng cô hồn tháng 7 âm lịch là một hoạt động tín ngưỡng tâm linh có từ rất lâu đời. Dân gian tin rằng từ ngày 2 đến 15 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương cho mở cửa âm phủ để các linh hồn đi lại tự do, có thể lên dương gian thăm lại thân nhân hay chốn cũ. Lễ cúng cô hồn được thực hiện trong khoảng thời gian này, trước 12 giờ ngày rằm. Bạn cần cúng thần linh, gia tiên trước khi cúng cô hồn. Theo tín ngưỡng dân gian, cứ đến ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương lại cho phép mở quỷ môn quan để các vong hồn, ngạ quỷ có thể trở lại trần gian, đến chiều 15 tháng 7 phải quay về địa ngục. Chính vì thế, mọi người có tục lệ sắm cỗ cúng các cô hồn đói khát, không nhà không cửa để không bị quấy phá. Lễ cúng này cũng là sự giúp đỡ, an ủi, bày tỏ lòng thương xót đối với các cô hồn, dã quỷ, giúp họ có được một ngày no nê trước khi quay trở lại âm gian. Đây chính là ý nghĩa nhân văn của việc cúng cô hồn. Việc cúng thí thực cũng xuất phát từ quan niệm cho rằng những người bị chết đường, chết chợ do tai nạn bất ngờ, chết oan, chết trẻ, thường bịn dị người xưa trốn cũ hoặc chưa cam lòng ra đi nên khó siêu thoát, vì vậy họ cũng không xuống âm phủ mà lang thang, vất vưởng ở dương thế, luôn có cảm giác cô đơn, thiếu thốn, đói khổ. Lễ cúng cô hồn nên được thực hiện vào buổi chiều tối. Theo quan niệm dân gian, ban ngày có nhiều ánh sáng trong khi các cô hồn mới được thả ra sẽ rất yếu, không dám đến hưởng nếu gia chủ cúng thí thực vào buổi sáng hay trưa. Tùy theo phong tục tập quán của từng địa phương mà mâm cúng cô hồn có sự khác nhau. Về cơ bản, mâm cúng chúng sinh thường bao gồm các lễ vật sau. Lễ cúng cô hồn là một phần quan trọng của tín ngưỡng dân gian, thể hiện lòng kính trọng và sự ghi nhớ đối với tổ tiên và các linh hồn đã qua đời.